Nè, gì vậy? Làm gì mà đi lâu dữ vậy? Đã về điện thoại còn không liên lạc được nữa. Hết pin. Tưởng đi lạc rồi chứ. À, cho nên mới kiếm tôi hả? Ừ. Đi. Lê. Lê. Chuyện gì mà vui vẻ hớn hở vậy ông? Có chuyện gì hả? Chuyện gì vui nói nghe coi. Chuyện gì? Nhà Hai Lợi. Sao? Gặp sao chổi rồi. Mới trục trặc cái chuyện làm ăn kinh doanh gì phải không? Giờ sắp có chuyện mới nữa. Trời đất ơi, ông nói vậy là sao? Bên nhà ảnh chỉ có chuyện gì nữa? Thằng bồ của con Lê về đây tìm nó. Trời đất ơi, có chuyện đó nữa hả? Ừ. Ê, cái chuyện này ông có nói bậy được nghe. Nó mới đám cưới mà. Tôi không có nói bậy. Tôi nói thiệt, cái chuyện này là có 100%. Nè, chuẩn bị đi. Mình có tùng mới mình coi. Nhà người ta gặp rắc rối vậy mà ông hớn hở, ông tươi cười được trên sự đau khổ của người ta. Ông hay thiệt à. Tại sao vậy Lê? Sao em không chờ anh? Tè tên dễ thương không? Cái con này á là anh nè, con này là em. Cái này là ảnh lửa hả? Ừ. Em có thích không? Dạ thích. Nè, chết rồi, anh không có hút thuốc nên không có học quẹt. Thôi kệ nó đi, mình tượng trưng thôi. Rồi bây giờ em ước đi. Thổi luôn. Thổi đi em. Chắc là cái sinh nhật này em sẽ nhớ dữ lắm. Coke chứ gì? Này đúng không? Ừ. À, sáng giờ Hai Lợi có uống cà phê chưa? Chưa. Vậy hả? Cho hỏi thăm chút xíu được không? Nghe nói hồi trước đây con Lê gì con Hai Lợi á, nó ở trọ
Nhà của chị ở trên xe phố đúng không? Đúng. Anh hỏi có chuyện gì không? Hình như nó có bồ trước khi nó về đây cũng có chồng đúng không? Ai nói với anh là con Lê nó có người yêu vậy? Trời ơi trời. Nè, tôi nói thiệt nha, cha Hai Lợi này kỳ cục lắm. Trời ơi, chả không phải dặn dừa đâu. Dám coi như là cứ chồng cho vợ, ế cho con, mà khi đang đi học vậy đó, ghê hồn à. Chắc anh nghe ai nói nhảm chứ gì. Mà sao anh biết con Lê nó có người yêu trước khi cưới vậy? Trời ơi, tôi còn biết á, người yêu của con Lê đang đi du học nữa. Đúng không? Chị cũng biết chuyện này đúng không? Tôi không có biết gì hết. Chắc anh nghe đứa nào nó nói nhảm thôi. Con Lê là nó ở trên xì phố, nó ở nhà của tôi nè. Nó có người yêu gì đâu. Tôi nói thiệt nghe. Tôi gặp thằng Khanh rồi. Nó nói tôi nghe hết rồi. Uống gì chị? Uống gì? Mời ngồi. Uống gì? Đang nói chuyện mà. Đang gây cấn mà. Tôi có khách chút xíu. Anh uống nước đi. Chút xíu nữa. Tôi ly cà phê đá. Uống gì tôi pha. Cho gì uống được hết đó. Nè, mấy ông bà uống gì uống, bữa nay tôi bảo. Rồi. Uống gì nhiều vô nha. Vậy ngồi xuống đi. Sao mà tới trễ vậy? Vô. Chúc mừng mày được ba vợ tương lai chấp nhận. Chưa có đủ vui để chúc mừng vậy đâu mày ơi. Bây giờ ông không có đuổi mày về rồi là mày may mắn. Bây giờ chuyện còn lại là mày ráng mày thực hiện thôi, mày lo gì. Bởi vì người ta nói đúng thiệt, trong cái rủi nó có cái xui. Thằng quỷ nó ngược ngược sao mày? À quên, trong cái rủi nó có cái may. Thì nhà gia đình con Đào xua đuổi vậy đó, mày mới được hưởng lợi. Giống như là cái hên của mày á, nó ngơ ngác mà nó dẫm nát cái xác con vợ mày. Mày nói gì tao bảnh? Tao biết mày cũng không hiểu đúng không? Biết hay gì mày. Thằng, thôi ăn đi, vô. Mày, ông ở địa kìa mày. Ông đi đâu à? Ông nhìn thằng này chắc ông ngồi chung với thằng này nè. Chào chú ba. Thôi kệ ông đi. Có liên quan gì tới mình đâu. Chú ba, uống bia nha chú ba. Bà con thôi thôi, trưa nắng chịu nổi. Cho tao ly trà đá đi. Cho ly trà đá em ơi. Dạ. Bà con dòng họ gì của ổng á. Chú không uống thì ăn đi chú. Dạ. Dạ của chú nè. Con cháu trên Sài Gòn về chứ đâu. Hai người đều có râu. Chú ăn đi chú. Chắc bà con á. Xong râu. Thôi ăn đi mẹ. Chú nè. Chú cho con hỏi Lê cưới hồi nào vậy chú? Gần 2 tháng rồi. Mà cái cưới kiểu này á, tao thấy cưới mà gấp, cưới mà chạy cái kiểu này á, tao nghĩ có đề chứ không có giỡn đâu. Mà chú ba ơi, chú rể ở đâu chú biết không? Hồi xưa cũng ở tỉnh này nè, mà nghe đâu mà đi lên xe phố à. Mà việc gì chảnh á. Đây. Mà tại sao mày với Lê chia tay vậy? Thôi chuyện cũ rồi, con không muốn nhắc lại đâu. Chú ăn đi chú. Ê, ta bảnh, mày nghe được gì không? Bù đội đâu không nghe được, nói nhỏ gì sao nghe. Tao cũng không nghe nữa. Thôi ăn đi. Uống đi. Vô. Ủa chị Mận, đi đâu về vậy? Em đi mua trái cây nè. Trời ơi, đi đâu về mà mua trái cây hả? Đồ chua nhiều dữ vậy. Nào là cóc nè, nào là xoài nè, nào me nữa. Em mua về cho chị Hai em ăn đó mà. Ê, mà nói nghe nè, bộ chị Hai mày có bầu, mày làm gì mua đồ chua nhiều dữ vậy? Thôi em về lẹ nha, chứ đi lâu quá tí em la. Em về nha chị. Thánh thần ơi, trời trời, nó mua toàn đồ chua cho chị Hai nó ăn không vậy trời?
Kiểu này tiêu chảy chắc luôn. Ê phải, phải quên. Kiểu này là có bầu chắc luôn. Trời đất ơi, đi đâu về mà làm như tề thiên vậy trời? Đi thăm đồng. Vậy hả? Sẵn đi dạo luôn. Uống nước đi. Bà. Cái gì? Bà cho tôi hỏi thăm nè. Hỏi gì? Thường thường mấy đứa con gái có bầu á, bộ nó thèm ăn chua lắm á. Nhắc có bầu mới nhớ. Tao nói có bầu nó thèm nhiều cái kỳ cục mà vô duyên lắm ông ơi. Thèm lãng lắm. Có đứa thèm chua, có đứa thèm ngọt, có đứa thì hôi cơm tanh cá. Trời ơi, có đứa thèm cứt cà sáp nữa ông ơi. Trời tường đó, nó cạo vậy nè, nó hửi, mà nó sung sướng gì đâu. Bởi ta nói có bầu nhiều cái nó lãng lắm. Hồi đó bà có ăn? Nhưng phần nhiều á thì nó thèm chua. Hồi đó bạn cứt cà sáp à? Không có. Tôi cũng đỡ là tôi có bầu cũng bình thường thôi. Ê, hiểu à? Ê, ê, đừng có nói với tôi là ông làm cho ai có bầu nghe. Nghe. Đục phải đục hả không? Tự nhiên đâu ra làm ai có bầu. Lớn rồi, già cả rồi, sức gì mà làm gì nổi mà có bầu. Biết vậy là tốt à. Trời đất ơi, bác con mới về. Tưởng gì là chích cho tôi. Ngồi đây. Vậy ha, vậy ha, vậy ha. Còn ông hả? Cắt à, tôi cắt à. Ê, tôi cắt à. Ngon ngon hồn quá. Đi, đi vô dọn dọn cơm cho nhỏ nó ăn. Về rồi để ta vô dọn cơm cho tía con mày ăn. Uống nước con. Dạ con cảm ơn tía. Mày 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 giấu giấu mấy con dâu này bớt giùm tao đi. Chi vậy tía? Bà vô rồi ngồi cho thoải mái. Trời ơi có gì đâu. Mày mới thấy bà làm không? Trời, tía cứ lo xa không. Thôi nè, cho tía hỏi sao hổng rày tao không thấy 6.000 qua chơi bay. 6.000 hả? Ừ. Ờ thì biết sao không, mấy bữa nay á nhà bác hai có nhiều chuyện không vui nên là 6.000 cũng ít ra đường. Vậy hả? Dạ. Đô la, chú phụ má dọn cơm. Dạ. Chờ chút xíu. Nè, bữa nào á mày hẹn hẹn 6.000 cho tía gặp. Gặp riêng với chút xíu được không? Ủa mà có chuyện gì hả tía? Cái chuyện này không nói bay biết được. Để từ từ sau này á tía nói cho bay biết được không? Nè, cơm xong rồi, hai tía con vô ăn. Dạ, để con hẹn cho tía gặp ha. Bà này dạ. Bà kêu vô ăn cơm mà giống đi giật cô hồn, hối miết. Thôi vô ăn cơm chơi, con đói quá. Đây. Không phải, không phải. Tôi không ăn trộm đâu. Chứ làm gì? Không ăn trộm với thập thò làm gì? Tôi muốn gặp 6.000, được không? Cửa chính đằng kia không đi. Sao leo hàng rào đây chi vậy? Tại tôi sợ bác hai. Có 6.000 nhà không? Cho tôi gặp 6.000 đi. Đợi chút đi tôi kêu cho. Nè nè nè, sáu anh tới đây chi vậy? Tại tôi có chuyện muốn gặp 6.000 á. Chuyện gì? Chút nữa 6.000 có rảnh không? Chi vậy? Thì tại tía tôi muốn gặp 6 á. Trời ơi, thôi được rồi, thôi thôi anh leo xuống đi, anh ra ngoài trước đi, lát tôi ra sau nha. Nhanh. Nhớ là liền nha. Có sao không? Đi nha. Đi.
Ừ, mày đây rồi. Thôi. Dạ. Cái gì vậy? Tao đâu muốn nói chuyện riêng với mày chút xíu mà làm cái gì vậy? Dạ, chú nói đi. Trời đất ơi, nói chuyện riêng có ăn thịt ăn cá vậy đâu, mày làm gì vậy? Dạ, con... con... con cái dạ. Gì? Con cái gì? Bây giờ mày đứng yên một chỗ, mày làm gì mày không có tập trung chút gì à? Tao hỏi chưa? Đây, tao có bắt mày nghiêm đâu mày làm gì? Nè, cho tao hỏi nè. Dạ. Mày về đây hổng rè mày sống có quen không? Dạ, con... con hơi... con hơi gì nó đại con, đi con hơi bối rối. Mà giờ con quen rồi. Quen rồi phải không? Dạ. Con Lê vợ mày có bầu phải không? À, dạ. Dạ. Không có giấu làm chi. Trời đất ơi, có chồng có con là cái chuyện bình thường, không có giấu gì hết trơn á. Nè, giờ tao hỏi nè, nó có bầu được bao lâu rồi? Ờ, con cái gì mà con, mày là con, chồng nó, mày cái gì mày phải biết chứ. Con không biết thiệt. Nó không nói mày biết hả? Dạ không. Thôi được rồi, giờ tao hỏi mày cái này nè. Mày á, trước khi mày cưới con Lê á, mày có biết là nó có thằng bồ đi du học không? Hả? Tao hỏi mà mày làm gì vậy? Alo. Dạ. Lô lô. Alo. Gì? Dạ có chuyện hả? Dạ con về liền. Con về ngay chú ba. Ê, alo. Ê, dạ, ê thằng kia. Về nè. Sao không trả lời? Mày kiếm cớ. Mày đồ ma gì đâu. Hình như nó cố tình né nó tránh hay sao? Điện thoại mà hợp lý có gì? Giờ hỏi tới chuyện khó nhất là nó bỏ nó đi. Giờ biết hỏi ai nữa? Mà thắc mắc này phải có người giải đáp chứ. Bà mẹ nó thiệt á, đi ra đường gặp đàn bà thì xui, trúng mông còn hơn đàn bà nữa. Đi đâu à? Rình mò gì đây? Nghe nói sắp có cháu ngoại rồi, chúc mừng nha. Nha. Công nhận, nó mới cưới chồng cái tự nhiên cái có con liền, lẹ ghê ta. Thứ gì mà vô duyên hả? Nó có chồng nó có con là chuyện bình thường mà. Thì nó có chồng có con là chuyện bình thường, nhưng mà không biết phải con của thằng ấy hay không. Con của An Ốc bắt nó đổ vỏ tội nghiệp 6,000. Không bắt ông đổ vỏ là ông mừng rồi. Thứ gì đâu ăn nói cho cẩn thận đó. Cũng lạ ghê. Công nhận nha, thằng người yêu mới vừa đi cái ở đây trở mặt có chồng liền, nhìn thấy cũng thấy bạc ghê ha. Con Lê con anh nó bạc quá. Nó bạc là sao? Thứ vô duyên cũng vừa vừa chứ. Đi về. Đứng nói nhảm. Tao thổ cái loài con ngư ra cái mày nhìn gì. Đi. Không ưa mà cứ hoài. Mày vô đây. Dạ. Mày thấy cha bà Địa không? Dạ thấy. Hồi nãy mày gặp cha ngoài ruộng hả? Dạ. Cha hỏi gì con? Dạ cha hỏi con là trước khi cưới Lê á, là Lê có người yêu rồi phải không? Rồi mày trả lời sao? Dạ con nói là con không biết. Mà con đâu biết thiệt. Cha có hỏi gì nữa không? Cha hỏi là Lê có thai rồi phải không? Rõ ràng cái chuyện con Lê có người yêu ngay cả thằng Sáu Ngang cũng chưa biết. Vậy mà sao bà Địa lại biết? Rõ ràng là cái chuyện này trong nhà mình biết thôi, có một người lạ biết á thì chứ. Không lẽ bà Mai? Đi vô tắm rửa đi.
lạ đời. Thằng Khanh vừa đi xa thì con Lê tổ chức đám cưới liền. Rõ ràng đám cưới này hơi bất cập. Ông Gì ba? Ông nghĩ cái gì mà ngồi thừ ra vậy? Đúng là cha Hai Lợi tổ chức đám cưới là cái đám cưới này có vấn đề. Vấn đề gì? Cưới chạy bầu. Nè, ba cái chuyện này không có nói được nghe. Tới tay ta là chết luôn á. Tôi nói có chứng cứ đàng hoàng. Chứng cứ gì? Tôi phát hiện ra con Lê nó có bầu. Ông lãng nhách quá ông ơi. Thì nó có chồng thì nó có bầu là chuyện đương nhiên. Vậy mà cũng suy nghĩ. Bà mới lãng đó. Có một điều đáng nói nè. Thằng bồ con Lê vừa đi xa, làng cha Hai Lợi lật đật làm tổ chức đám cưới con Lê liền. Mà bà thấy cái bữa đám cưới không? Trời đất ơi, cái gì đâu mà giới thiệu con rể mà không nhớ tên, lộn tin tùm lum hết. Con cháu mình phải biết tên nó chứ. Cái này tôi nghi cha Hai Lợi lắm. Rõ ràng cái đám cưới này không được bình thường lắm. Và cái bào thai này là không phải của thằng Sáu Ngàn mà của thằng người yêu nó. Nếu vậy thằng Sáu Ngàn chỉ là bức bình phong thôi. Nói cách khác, thằng Sáu Ngàn là thằng chú rể giả. Đúng là cây kim giấu trong bọc, có ngày cũng lòi ra thôi. Trời đất ơi, chuyện này tôi nói bà nghe, bể ra một cái nghe, trời ơi, thằng Hai Lợi chỉ có biết cắt cái mặt rồi quăng xuống sông thôi. Tôi nói đúng. Vợ con gì đó hay nói chuyện là bỏ đi à? Riết à? Ngồi nói chuyện mình riết là giống như bắt bố vậy. Ủa? Dọn dẹp hả con? Dạ, con chào dì. Tía bay có nhà không? Dạ, tía con đi ra ngoài rồi dì. Vậy hả? Đi ra ngoài rồi hả? Vậy con Lê có nhà không con? À, dạ có, chị đang ở trong phòng á. Dạ, vậy dì đợi con kêu chị vô dì nha. Con kêu đi. Dì uống nước đi nha dì. Chị Lê ơi. Ơi. Dì Mai kiếm chị nè. Chị biết rồi. Con vô trong nhà làm công chuyện nha dì. Dì với lại chị con nói chuyện đi nha. Con làm đi. Dì Mai. Ừ. Dạ, chào dì. Dì kiếm con có chuyện gì hả? Con thấy thằng Sáu Ngàn á, nó có tin cậy được không? Dạ, anh dễ thương mà. Có sao không dì? Qua đây dì nói nghe nè. Dạ. Nè con à, mà con có chắc không? Chắc chứ. Ủa mà sao dì hỏi vậy? Thì hôm rồi ông Ba Địa ông qua dì uống cà phê, thì ông có nói bóng nói gió chuyện của tụi bay á. Chuyện con với Sáu Ngàn hả? Ừ. Có gì đâu nói. Mà dì cũng không biết tại sao mà ông biết chuyện con với thằng Khanh quen nhau ở trên thành phố, rồi chuyện thằng Khanh nó đi du học. Ủa sao mà chú Ba biết chuyện này được? Dì cũng không biết nữa. Nhưng mà ổng có vẻ là biết rất rành rõ chuyện con với thằng Khanh. Mà ổng đang nghi ngờ cái đám cưới giữa con với Sáu Ngàn là đám cưới giả nữa đó. Sao mà có thể như vậy được? Mà dì hỏi nè, tại dạ. sao ba với thằng Khanh chia tay vậy? Dạ thực ra thì con với anh Khanh đâu có chia tay đâu. Tại vì ảnh đi du học, rồi xong rồi tụi con bị mất liên lạc nên không có liên lạc với nhau được. Tía biết là con có bầu nên là mới tìm người làm đám cưới giả. Nhưng mà tại sao chú Ba lại biết chuyện này, trong khi anh Sáu Ngàn á, còn không biết rõ chuyện này nữa? Nghe ổng nói á, là ổng có gặp thằng Khanh ở đâu á. Cái gì? Gặp anh Khanh? Ừ. Gặp anh Khanh ở đây?
Sao gặp được gì? Gì cũng không biết nữa. Ủa nhưng mà anh Khanh ảnh đang du học ở nước ngoài mà sao gặp ở đây được gì? Dì ơi, hay có khi nào nha, chú ba biết tin gì đó cho nên nói vậy để chặn đầu mình á. Vậy ở xứ này ai mà biết rõ chuyện của con với thằng Khanh vậy chứ? Thì nó có chồng có con là chuyện bình thường, nhưng mà không biết phải con của thằng ấy hay không. Con của An Ốc nó bắt nó đổ vỏ tội nghiệp 6,000. Mà làm cái sao cha mẹ nghĩ biết cái bí mật này mới ghê chứ. Nghe ổng nói là ổng có gặp thằng Khanh ở đâu á. Ê, làm gì mặt đơ vậy? Dì Mai mới nói với tôi, nói chú Ba Địa gặp anh Khanh ở đây. Hả? Trời ơi. Sao? Sao? Tức là người yêu của bà về rồi hả? Tôi cũng đâu có biết đâu. Dì Mai mới nói á, là chú Ba nói vậy á. Ủa gì kỳ vậy ta? Sao bà nói là chả đi du học rồi mà, sao giờ quay về? Thì bởi vậy tôi mới thấy lạ. Đúng ra giờ này là anh phải ở bển, chứ làm sao mà xuất hiện ở đây được. Có khi nào chả trốn về đây để thăm bà không vậy? Không có đâu. Ảnh là người có hiếu, không bao giờ mà ảnh vì chuyện riêng mà làm ba mẹ buồn đâu. Hay là con Mận đi kể cho Tấm Bảnh, rồi Tấm Bảnh đi kể tùm lum cho cả xóm luôn rồi. Không có đâu. Mận với con Đào hứa với tôi không có kể cho ai nghe hết á. Vậy thì làm sao mà cha Ba Địa biết được ta? Trừ khi gì? Trừ khi là thằng người yêu của cô á về đây gặp ông Ba Địa thiệt luôn rồi. Thôi bỏ đi, chuyện gì tới là nó tới thôi, đừng có suy nghĩ nhiều, không có tốt cho đứa bé đâu ha. Giờ ngủ đi. Giờ này á, con biết không, cả nhà của Lê á đi mừng hết rồi, chỉ có mình Lê ở nhà. Mày tới là hay nhất á. Dạ. Nghe không? Dạ. Con thấy không, cái nhà phía trước kìa, đó, nhìn thấy không? Đó, bên tay phải nè. Mình lên mình nhìn đó, cái nhà đó là dạ, của dạ. Nhà của ông Lê đó. Đi đi. Tới dạ. Đi. Con cảm ơn chú. Đi đi con. Con đi nha chú. Tôi mang quà tới cho ông hay lợi. Có ai nhà không? Có ai không? Nghe. Đợi xíu. Ủa, anh gì ơi? Anh Ủa, anh Kim ai vậy? Xin lỗi, cho tôi hỏi, đây có phải là nhà của cô Lê, con của ông Hai Lợi bán trái cây không? Anh kiếm chị hai tôi hả? Gặp chị hai. Anh Khanh. Anh Khanh. Lê. Trời, sao anh... Cái gì đó? Giặt ra. Chị hai. Gái con lứa bầu bì chạy phà phà vậy. Cậu là ai? Dạ... Dạ con là bạn của Lê à. Bạn sao? Dạ bạn. Bạn sao? Dạ. Bạn sao? Dạ con là bạn trai của Lê. Tên gì? Tên Khanh phải không? Dạ. Mày là họ Sở chứ gì? Dạ không, con Hồ Nguyễn. Mày là thằng Sở Khanh đúng không? Hả? Mày quen con tao cho đã, rồi mày làm nó vậy, rồi mày quất ngựa tri phong chứ gì, đúng không? Dạ. Mày tính trốn luôn chứ gì?
Rồi bữa nay mày giác anh Đạt xuống đây làm gì? Tía. Con để im nó cho tía. Mày xuống đây làm gì? Dạ con tìm Lê. Thôi. Tía. Hai đi bay vô nhà ăn cơm. Thôi mà tía. Hai. Tía. Vô nhà đi chị Hai. Đi vô nhà ăn cơm. Vô nhà đi tía. Hai. Đi vô. Ở nhà này không có quận tiếp khách. Mời cậu về. Dạ. Con gái tôi nó có chồng rồi, báo cho cậu biết luôn đó. Về đi. Dạ. Nhìn cái gì trong đó? Gia đình để của trọng hả? Vô hốt đi. Biết. Dạ thưa bác con về. Khỏi thưa khỏi gửi. Chị Hai. Chị Hai đi tới chị Hai. Chị Hai. Tía ơi, sao tía đuổi anh Khanh vậy tía? Tía. Con kéo hoài mà chị Hai không chịu nghe gì hết. Đứa nào? Đứa nào cho nó cái địa chỉ để nó biết bữa nay nó tìm tới cái nhà này? Dạ con không có biết. Con từ hồi ở thành phố về tới giờ con đâu có liên lạc với ảnh đâu. Con cũng không biết sao anh biết nhà mình mà tới nữa. Nhưng mà tía nghe con nói đi tía. Không có nói năng gì hết. Nghe tao nói lại một lần nữa. Từ nay trở đi tao cấm tiệt. Không đứa nào liên hệ với cái thằng này nữa nghe chưa? Tía. Tao mà nghe phong phanh đứa nào mà còn liên hệ với thằng này tao giết luôn đó. Tía. Cái thứ không đàng hoàng Sở Khanh này liên hệ làm cái gì? Đi vô đi. Hai, nghe lời tía đi vô đi chị. Đi. Nghe không? Đi vô liền nè tía. Thấy cũng tội chứ. Nghĩ tới là không ưa rồi. Ai như thằng Khanh vậy cả? Thì mày gặp bên đó rồi con Lê nó nói gì? Tự nhiên là mặt mày bí sĩ vậy? Hả? Bộ nó nói gì mà đụng chạm tới mày? Mày ngồi mày uống hoài, mày nói tao nghe coi. Thằng cô ta nói ra con còn đỡ buồn. Còn đằng này cứ đứng yên như thừa nhận những gì ba của cô ấy nói. Tí nó nói gì? Thì cũng nói sự thật là Lê đã có chồng rồi. Rồi, tía nó có biết mày là người yêu ông Lê không? Biết thì sao? Mà không biết thì sao chứ? Chị Hai ơi, đừng có khóc nữa. Hai, cái gì cũng có cách giải quyết hết mà. Đúng rồi đó hai. 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 Từ từ đi rồi mình kiếm cách rồi giải quyết. Rồi từ từ đi rồi mình giải thích với anh ta. Anh cũng còn ở đây mà. Đúng rồi. Sao cái vụ vừa rồi cái chết còn ở đây không? Anh xuống đây là anh tìm Hai để nói chuyện mà. Chưa nói chuyện được sao anh về được? Đúng rồi. Thế nào anh cũng ở đây chờ à. Chờ mình giải thích rõ ràng à. Ừ. Hai nín đi mà. Đừng có khóc nữa mà trời ơi. Uống nước đi Hai. Nóng không Hai? Hai. Thôi mà em massage cho Hai nha. Ủa gì Mai? Dạ con chào gì. Ủa, có chuyện gì vậy Bay? Rồi tía Bay đâu rồi? Tía Bay có nhà không? Tía đi ra ngoài rồi. Hả? À, hồi nãy gì đi chợ dì thấy ai giống y như thằng Khanh vậy hả? Mà dì chạy thế không có kịp. Cái gì vậy?
Hả? Chị anh ơi, mới đi đi về đó chị. Hả? Bay nói cái gì? Nó mới tới hả? Dạ. Rồi tía bay có nhà không? Có. Rồi tía bay có nói gì không? Mà tía bay có biết chuyện thằng Khanh với con Lê không? Biết. Rồi không có nói gì không? Tía không có nói câu nào hết á. Tía chỉ có một vài hành động thôi. Tôi chết rồi. Trời ơi, ông làm dữ vậy đó hả? Dạ. Trời ơi, bộ ông hùng hổ lắm hả? Trời ơi. Rồi giờ ông đi mất rồi. Nè bay à, thôi bay đừng có buồn nữa, yên chí đi. Để dì tìm cách, dì gặp ba con á rồi từ từ giải quyết, nghe không? Dạ, con cảm ơn dì. Dạ. Hai, đừng khóc nữa. Mát không? Mát. Nghĩ sao mát? Con về sao mát? Xạo không à? Sáu. Hả? Hôm bữa mà tía tôi gặp Sáu á. Ừ. Tía tôi có hỏi gì không vậy? Ổng hỏi á là cái chuyện tôi với Lê đám cưới. Rồi ổng biết cái chuyện là Lê có thai. Hả? Nè Sáu. Vậy tía tôi có biết á là đám cưới giữa Lê và Sáu là giả không? Chắc là chưa đâu. À, mà vừa rồi cái anh người yêu của Lê á về nhà bắt hai. Trời, cả nhà ai cũng bất ngờ hết trơn á. Ủa, anh ta tới đây tìm Lê luôn hả? Ừ. Rồi anh ta có hỏi gì không? Trời, làm gì kịp hỏi. Ổng vừa vô hả là bắt hai đuổi ổng đi. Cả nhà ai nhìn á cũng sợ hết, còn cấm ổng không gặp ai trong nhà luôn á. Tội lắm kìa. Thôi mà thôi, dẹp chuyện đó qua một bên đi. Chuyện của tụi mình ở đây mà, bỏ qua đi. Hay. Trời ơi, dính cái gì kìa. Đâu? Gì vậy? Ở xuống cho. Trời ơi, bị một đầu luôn nè. Gì đâu ta, chắc nãy đi dính lá hay gì á. Chắc vậy á. Trời, nhìn nè, tay tôi trắng quá trời luôn. Thôi mấy người nói hoài tôi buồn quá. Thì trắng nói trắng chứ không lẽ trắng nói đen trời. Người ta nông dân mà cứ đem ra chê hoài. Ủa, ông tới hồi nào vậy? Sao quán xa mà ăn rồi bỏ đi miết như vậy à? Khách ở đâu người ta tới nữa? Tôi mở quán khách quen không hà, người ta biết ý tôi không có sao đâu. Ông uống gì tôi pha. Thôi khỏi, ngồi nãy giờ mất hứng hết muốn uống rồi. Thôi uống ly trà cho hạ quả rồi nói chuyện nha. Nè ông uống đi. Nè, có phải vừa rồi thằng Khanh nó tới nhà ông không? Bộ nó có tới gặp bà hay sao bà biết? Không, tôi đi ngoài chợ tôi thấy nó mà tôi chạy theo không có kịp. Có. Nó có tới. Mà tôi không có cho nó gặp con Lê, tôi đuổi nó về. Sao vậy? Tôi không muốn con Lê á quen cái thứ mèo mã gà đồng như nó. Nếu nó là cái thứ bạc tình á thì nó làm sao đi tìm con gái ông? Nó là một thằng Sở Khanh. Nó không bạc tình mà nó quất ngựa truy phong hả? Không, trong cái vụ này á tôi nghĩ là nó không phải là kẻ bạc tình đâu, chắc có hiểu lầm gì đó thôi. Bà đừng hòng mà binh vực cho nó. Tôi nhất định không cho cô Lê qua lại với cái thứ đó. Cái thứ mà ông bướm gió trăng đó. Đừng có nằm mơ liên hệ với con tôi nữa. Ông, nếu nó là cái thứ bạc tình á thì nó làm sao đi tìm con gái ông? Nó là một thằng Sở Khanh. Nó không bạc tình mà nó quất ngựa truy phong hả? Không, trong cái vụ này á tôi nghĩ là nó không phải là kẻ bạc tình đâu, chắc có hiểu lầm gì đó thôi. Bà đừng hòng mà binh vực cho nó.
tôi nhất định không cho cô Lê qua lại với cái thứ đó. Cái thứ mà ông bướm gió trăng đó. Đừng có nằm mơ liên hệ với con tôi nữa. Ông... Dì Mai ơi. Ừ. Dì Mai. Hả? Tía con vừa mới đi ra đó. Ủa? Ủa? Sao con không thấy tía con ta? Ừ. Chắc tía con đi ra ruộng quá à. Còn con Lê làm sao rồi con? Chán quá à, dì ơi. Chị hai con cũng vậy á, trốn trong phòng khóc miết à. Giờ tí con khó vậy á, chị hai con tính sao đây ta? Ủa chị hai em bị gì? À, không có gì hết á. Có gì đâu à. Dì nghĩ là chắc không giấu được tụi nó đâu. Thôi cho nó biết luôn đi con. Ủa, chị hai em xảy ra chuyện gì hả? Mà có chuyện gì? Mà chuyện này chắc là chuyện lớn phải không? Ai làm? Nè, thằng Bộ nó ở thành phố về tìm nó đó. Căng à? Căng thiệt. Bực hết sức. Nghi đâu là có đó mà. Trời ơi, không ngờ thằng con của mình nó như vậy. Mà nó lại đi thích cái thằng nửa nam nửa nữ hả? Trời ơi, tí nó mà biết được chắc ổng lên tầng sau ổng chết luôn quá. Đô La. Dạ. Đứng lại. Dạ. Đi đâu mới về đó? Ờ thì con mới đi thăm đồng về. Ủa, tí đâu rồi má? Quá rồi, còn dám nói xạo nữa ha. Đi ra thăm đồng. Dạ. Mà không gặp tí á. Dạ. À, chắc hồi nãy á là con đi ra trước rồi tía ra sau nên không gặp tía. Nhưng mà má nhớ là mày vừa ra tía mày đi liền mà sao không gặp. Mày đi đâu? À, tại hồi nãy á con định đi mua ít đồ nên con ra sau nên con không gặp tía. À, đi chợ mua ít đồ vậy. Dạ. đâu đưa tôi coi coi. Mua gì? Dạ thì con cũng đi dạo chợ mà không thấy gì thích hết á nên không có mua. Ê, sao lúc này nó thấy thằng 6,000 nó ít qua đây chơi quá vậy? Chứ không phải má lúc nào cũng có ấn tượng xấu với người ta hay sao mà má hỏi kỳ vậy? Thì đúng rồi. Nè. Dạ. Mai con quở không? Rủ nó qua nhà mình ăn cơm trưa. Má mời 6,000 qua nhà mình ăn cơm trưa hả? Ừ. Biết sao không? Biết lúc trước chắc má hiểu lầm nó, nên bây giờ má mời ăn cơm trưa nhưng má xin lỗi nó. Dạ. Được phải không? Nhớ. Dạ. Kêu nó qua nghe không? Dạ. Dì Mai. Lê hả con? Dì Mai. Ngồi đi con. Dì biết chỗ Khanh ở đâu không dì? Dì không biết nữa. Chắc cha ba địa biết đó. Sao dì biết? Mới giờ rồi chả nói bóng nói gió chuyện thằng Khanh dữ lắm đó. Chắc thằng cha đó biết chả mới nói đó. Ổng mà biết con hỏi chắc dì không chịu nói. Nè, chuyện đó mày cứ để dì lo cho. Mới nhắc Tào Tháo tới kìa. Thôi con về trước đi dì Mai. Về đi. Ủa nè dì nè. Cũng về. Tao gặp thằng Khanh rồi, nó hỏi nhà bay tao chỉ mày gặp chưa. Dạ, chào chú. Tao nói là bởi vì cha nào con nấy đồ mất lịch sự. Thôi mà, tụi nó là tuổi trẻ nông nổi, anh chấp nhất làm gì. Nè, uống cái gì? Cho chai cô ke. Cô ke? Chắc đạo cô ke rồi, ngày nào tới cũng cô ke. Nè, lớn tuổi rồi, uống cô ke nhiều á coi chừng bị tiểu đường đó nghe chưa. Hỏi là hồi đó giờ có bao giờ tiểu trong nhà đâu, ra ngoài đường không à?
Trời ơi, có gì đâu, khỏe re nè. Tôi hỏi anh chuyện này nè. Chuyện gì? Hôm rồi tôi thấy anh nói chuyện với thằng Khanh á. Bộ anh thân với nó lắm đó hả? Thì cũng hơi hơi. Hơi hơi. Mà có gì không? Vậy đâu biết chỗ thằng Khanh đúng không? Lê, đẹp không? Tính đi đâu mà giờ này soạn đồ vậy? Nhà của người yêu tôi, mời tôi qua bển ăn cơm á. Chừng nào? Mai. Chúc mừng bà nha. Này sao? Cái đó được đó. Ồ, tôi thấy nó kỳ kỳ sao á, tôi không lấy cái này đâu. Bà xấu mà cái gì cũng không đẹp đâu. Này được không? Này hen. Ừ, cái nào cũng được mà. Có điều ba má nhà người ta đâu có biết chuyện của tụi tôi đâu. Thôi, không sao đâu. Tôi nghĩ ba má nào cũng thương con hết. Tôi tin hai người cũng sẽ tìm được hạnh phúc thôi à. Tôi cảm ơn bà nghe. Bà đúng là bạn tốt của tôi mà. Chắc đổi phong thủy cái bàn này quá. Cứ mỗi lần ngồi ngay cái ghế này là chuyện buồn. Không hiểu sao. Đang buồn dữ lắm luôn á tía. Tía, con cũng buồn nữa. Tía, con Út nó cũng buồn luôn kìa. Nó đang buồn á hả? Nhà mình buồn đoàn kết ghê luôn. Tía, còn có ý kiến vậy nè. Chuyện gì? Không ấy, mình đừng buồn nữa đi tía. Tía cho chị hai với anh Khanh cơ hội đi tía. Không được. Sao vậy tía? Bộ tụi bay muốn cho chị hai mày khổ lắm hả? Muốn cho nó lấy cái thằng mà không ra gì hả? Dẹp đi. Con lùn kia bước ra ngoài. Hả? Tôi thấy lâu rồi. Trốn gì ra đây nó phụ đi núp hoài à. Con này biết nói gì đâu. Thôi mệt quá à. Mà làm như mới biết tía đây vậy. Tía đâu biết cái gì là không bao giờ thay đổi đâu. Chị cá với em luôn á. Tía bây giờ là nhạy cảm dữ lắm rồi. Tía bây giờ mà chỉ cần đánh hơi nghe mùi của ông Khanh thôi là đã thấy ghét rồi. Huống chi mà nghe tới cái tên. Mà cũng đâu trách tía được. Cái chuyện của hai hả, là làm tía muốn sống muốn chết tới nơi rồi. Bây giờ mà mọi chuyện bị công khai ra, em nói thiệt với chị, tía thà chết còn hơn. Chuyện này căng rồi. Căng vụ này lắm rồi. Cá ơi ta bảo cá này, cá bơi vòng vòng ta mỏi mắt quá đi. Ở đây nồng nọc không cá đâu bậy. Biết mà tao dí nó như con cá. Chứ không lẽ bây giờ mày ngâm thơ là nồng nọc ơi tao bảo nồng nọc này. Nó bị dư tự. Mày khùng quá, đang suy nghĩ nè. Tao đang khùng thiệt đây nè. Tao không nghĩ là tại sao hai ông nghĩ ra cách mà khủng khiếp đến như vậy. Theo tao nghĩ, bác hai ông làm như vậy
cũng chỉ là để bảo vệ danh dự của gia đình mình thôi. Mà đúng á, thấy không, cái kim để trong bọc cũng có ngày lòi ra đó. Bây giờ lòi ra một khúc dài sọc luôn, thấy chưa? Trời ơi, thiệt đó. Bây giờ cái thằng gì đó mà chồng của con Lê mà mới về chết luôn, mấy cái bí mật bây giờ là bật banh mí hết. Bởi vì tao nói mày nghe, người tính không bằng ông hay lợi ông tính. Ông tính ghê không, chắc tao phong ông là thánh, thánh tính. Sợ ông thiếu ông luôn. Lê, em chào hai anh. Mặn em. Vô nhà chơi. Ngồi đây đi cho nó mát. Mấy anh rảnh không? Rảnh. Yên tâm đi, thằng này nó rảnh lắm. Chuyện của anh lỡ không? Hai đứa anh nói thật ra là hai đứa anh rảnh lắm. Suốt ngày chỉ nghĩ tới mấy cái chuyện cua hai em thôi chứ đâu có làm gì. Mày rảnh mà, có chuyện gì thì em nói đi. Vậy rảnh hen. Ừ. Tụi em tính nhà hai anh á, tiếp xúc với anh Khanh giùm. Tiếp xúc với Khanh hả? Khanh nào? Ủa, mà tụi anh có biết gì về người đó đâu mà tiếp xúc. Khanh là người yêu của chị Lê trên Sài Gòn á. Mới về đây kìa. Hình như là thằng đó là cái thằng mà mình gặp lúc mà đi ông Ba Địa phải không ta? Gặp rồi hả? Ủa? Phải nó không? Hình như có gặp rồi đó. Mày nhớ lại coi bữa thằng Khanh nó đi với ông Ba Địa là cái người nó sao ta? Hình như là nó nhớ ốm. Kỹ đi, diễn tả nghe coi. Nó ốm ốm, nó gầy gầy, cái mặt nó trắng trắng. Trắng trắng hả? Gầy. Ờ đúng trắng. Rồi, hình như nó giống như là thiếu máu vậy đó. Gì ừ. Ghê vậy? Mà hình như nó có râu nữa. Đúng không? Có râu phải không? Ờ đúng, có râu mà cái hàm râu nó kỳ lắm. Người ta nói là để râu phải để cho phong, đừng để mấy cọng giống lông đàn bà. À. Mà cái này nó để giống như là vẽ vậy đó. Ờ mà nó vẽ giống râu dê lùm la nữa. Rồi biết rồi. Đúng thằng đó rồi. Tao nhớ chính rồi. Xác luôn. Bây giờ gì đi? Bây giờ để hai tụi anh qua gặp ông chú bác Ba Địa rồi hỏi chỗ ở của thằng Khanh là biết à. Chết. Bác Ba Địa kìa. Từ xưa nay hả? Ba Địa ghét nhà mình dữ lắm. Để không biết thêm vụ này nữa. Căng à. Phải đó, bác Ba Địa ghét nhà em lắm. Biết có nói không? Không, anh nghĩ là nó mà. Hả? Ừ, không, anh nghĩ là giúp được. Giờ vô nấu cơm đi rồi mời hai em ở lại ăn cơm luôn. Ừ, mời hai em ở lại ăn cơm. Để anh nấu cơm cho. Anh chưa nấu cơm lần nào hết. Nhưng mà hôm nay anh sẽ nấu cơm cho hai đứa em ăn. Vậy? Vì anh có sách nữ công gia chánh. Vậy thôi bỏ đi anh. Không, em yên tâm đi. Nó nấu cơm cho heo ăn hoài à, nên quen lắm. Mày tôi gõ gì mỏ mà bây giờ. Thôi về đi. Về. Cho nó chắc. Bye bye. Không ai lại ăn cơm hả? Thôi đi nấu cho heo ăn đi. Mày bây giờ tao kêu mày học nấu ăn hoài mày không chịu học. Mày thấy không, hồi đó thì tao nấu ăn cho ai ăn? Cho mày ăn với ai? Được. Trời ơi, tới chơi được rồi còn quà cáp chi nữa vậy? Lòng ta mà, nhận đi. Cảm ơn nhiều nha. Ừ, sao ngồi ghế đi. Ủa mà tí má đâu rồi? Má thì ở dưới bếp á. Còn ủa? Em chào anh La, em chào cưng. Má. Ủa mèn ơi, tới rồi hả con? Dạ. Con chào Thiên. Ừ, sáu ngàn cũng tới rồi hả? Dạ. Ừ, ngồi chơi, là anh xuống phụ với má. Dạ con. Dạ má. À, dạ dạ, hay là con phụ chung luôn nha. Trời ơi, đàn ông đàn an, ngồi đây đi, phụ để cho phụ nữ. Đúng rồi đó, cứ ngồi đây đi, mình xuống nha má. Ừ. Mà không chờ chú ba về ăn chung đâu cho vui hả Thiên? Trời ơi, ổng đi công chuyện, chiều ổng mới về. Ừ quên, để giới thiệu nghe. Chắc con không biết, cái thằng dạ. La này nè, nó không có lạ gì con Lành. Nhưng mà con là bạn, con không biết. Đây nè, con Lành, vợ tương lai của thằng La. Má. Má. Sao mà nói chuyện kỳ vậy? Gì đâu kỳ, trước sau cũng là vợ của con. Bạn con không biết thì giới thiệu cho bạn con biết. Con xin lỗi, con có việc phải về trước rồi. Nè, qua đây ăn tiệc mà chưa ăn gì hết mà đi về con. Tự nhiên con có việc, con phải về liền. Con chào mọi người. Ê, sao? Sao? Đứng lại. Đứng lại sao? Sao ở lại ăn cơm cơm? Má. Cái gì? Con không lấy cô ta làm vợ đâu. Cái gì? Anh vừa mới nói cái gì vậy? Tôi nói là tôi không lấy cô. Lạnh. Con lại đây nghe má nói. Bây giờ tôi hỏi lại một lần nữa, anh vừa mới nói cái gì vậy? Tôi nhắc lại cho cô một lần nữa, tôi nói là tôi không bao giờ lấy cô.
Lành ơi Lành. Trời ơi Bác Hiếu, mày nói với người ta vậy đó hả? Còn với cái ai mượn? Ai mượn đem qua? Em nói nghe nè, con chưa làm quà vậy trời? Ở đây không lắp được cái gì. Nói với tôi đi qua nhà người yêu ăn cơm, xong tự nhiên về khóc làm sao? Trời ơi, tôi nhục nhã lắm Lê ơi. Tôi bị người ta làm nhục cái nhà người ta luôn á. Cái gì? Bà bị cướp mất cuộc đời rồi hả? Trời, được vậy phải mừng ạ. Chứ làm sao? Bà có biết người ta đã xử sao với tôi không? Chưa nói sao biết. Vậy tôi nói nè. Thì nói đi rồi nghe. Thì mà nghe đi tôi mới nói được. Bây giờ nói không? Thôi tôi nói. Thì á, nãy á, ở bển giới thiệu vợ sắp cưới của anh Đô La trước mặt tôi á. Có chuyện đó nữa? Ừ. Rồi phản ứng của người đó là sao? Phản ứng gì? Sướng thế mò phản ứng gì? Trời ơi, tôi chưa bao giờ nhục nhã vậy luôn á. Thôi đi, bình tĩnh đi. Không chừng cái chuyện này ba mẹ của anh sắp xếp rồi sao? Mà ảnh là nạn nhân, tội nghiệp ảnh nữa. Trời ơi, bà đừng nói tốt cho ảnh nữa. Hạng người vậy hả? Tôi phải tôi chặt ảnh cho chó ăn, tôi mới hả dạ. Bớt nói đi cho cái đầu nó bớt thèo. Cho miếng coi. Nè, uống miếng nước cho nó khỏe đi. Cảm ơn. Tôi nói ông nghe nè, có những cái kế hoạch mà nó dẹn cả đôi đường, mà mắc giống gì ông không làm. Làm sao mà dẹn cả đôi đường? Thì bây giờ ông tác hợp cho con Lê với thằng Khanh cho nó thành vợ thành chồng đi, rồi cho nó dắt díu lên thành phố mà nó sống, vừa im ắng mà vừa che mắt được hàng xóm láng giềng nữa. Tôi nói phải không? Từ từ thôi, cẩn thận nha. Chậm thôi. Trời đã nói cẩn thận rồi mà. Có sao không? Không, không sao. Có bầu rồi phải cẩn thận một chút. Ủa anh Khanh, anh vẫn còn ở đây hả? Anh Khanh, em tưởng anh đi rồi chứ. Vậy tôi đi trước nha. Anh Khanh, chuyện tôi đi hay ở có liên quan gì tới cô đâu hả? Anh nhìn hai người cũng hạnh phúc dữ ha. Trời, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Em với anh ta không có gì hết á. Không có gì là sao? Chính mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe. Mà không có gì là sao? Mới ngày nào cô khóc lóc tiễn tôi đi xa, vậy mà bây giờ cô lại ôm ấp với thằng đàn ông khác. Không có. Tôi không ngờ cô lại là người phụ nữ hay lòng như em, vậy. Em không có, em không có. Anh phải tin em chứ. Không có, em không phải như vậy đâu anh. Cô thật là đáng sợ mà. Anh Khanh. Tôi đi chợ thấy mớ tôm ngon quá, mua về cho ông với mấy đứa nhỏ. Mua làm chi cho tung tiền. Ông à, ông có cần hành hạ bản thân của mình như vậy không? Rồi hành hạ luôn mấy đứa nhỏ nữa. Tôi hành hạ mấy đứa nhỏ hồi nào? Chứ không phải sao? Nè,
dòm cái mặt ông vào hoài vậy đâu có được vui. Rồi mấy đứa nhỏ nó cũng đâu có vui, nhất là cái con Lê đó. Tôi nói không phải bên vực thằng Khanh đâu. Nếu nó là một cái thằng bạc tình á, thì nó đâu có xuống tận đây tìm con Lê. Mà ông không có thương nó thì ông phải thương đứa nhỏ trong bụng của con Lê nữa. Thì cũng vì nghĩ cho hai mẹ con nó, cho nên là tôi không muốn con Lê sau này nó khổ. Ông à, không có cái gì hạnh phúc bằng mình lấy được người mình yêu hết. Cho nên á, cho nó lấy nhau á, thì con của nó có đủ cha đủ mẹ, còn hơn là nó mồ côi cha, đúng không? Với lại giấy không có gói được lửa, mà không có cái bí mật nào mà giấu được lâu hết. Giả lại thằng Khanh nó đã tìm lặn lội xuống tới đây rồi. Sao ông Đô Lan nó chưa về vậy bà? Cái thằng này không biết đi đâu. Tối ngày thấy ăn no cứ nhậu nhẹt hoài, chắc thất tình hay sao? Linh quá, mới nhắc ông thần về kìa. Rồi coi vậy đó. Còn với cái đã chụp té. Trời đất ơi. Trời ơi, dễ sợ chưa? Chán ghê. Con người ta chơi với bạn thì nên, con mình chơi với bạn hư ra hà. Ói mà ói cũng khôn nữa, đi ngoài đường nó không ói, giờ vô nhà nó ói, lát tôi bà hốt á. Tôi hốt với ông mà hốt à? Bà nói vậy bà nghe được hả? Bà trách ai? Đấng ly bà ở nhà làm gì? Bà phải biết dạy dỗ nó chứ. Nè, nó cũng là con của ông, ông là cha nó, sao ông dạy ông nói tôi? Cái chuyện dạy dỗ nó là trách nhiệm của đàn bà. Nhưng mà tôi nói cho ông nghe, ông có biết gì sao mà đi nhậu say xỉn tối ngày không? Sao? Tại vì tôi cấm nó qua lại thằng 6000. Nó mới ra nông nổi gì đó. Trời ơi, trời đất ơi, thiệt tình. Nó có bạn, nó chơi với bạn mà bà cũng cấm nó là sao? Tôi hỏi ông, bây giờ ông nói con Lê với thằng 6000 là vợ chồng giả, cho nên tôi cấm không cho nó qua lại. Chứ tôi hỏi ông, hai thằng con trai lúc nào cũng cặp kè nhau thiên hạ dị nghị, ông hiểu chưa? Cho ly cà phê đá dì ơi. Rồi, có liền. Ủa, dì Mai. Trời ơi, sao dì ở đây? Hả? Ủa, sao dì bán cái này? Mày, ôi, thằng Khánh hả? Trời ơi, dì tính đi tìm con nè. Qua đây con, qua đây. Ngồi xuống, dạ. ngồi xuống. Qua đây con, qua đây, ngồi xuống đây. Trời ơi, dì tính đi tìm con nè. Dì thông báo cho con một tin mừng. Tin mừng? Ừ. Tin mừng sao vậy? Nè, ông Hai Lợi á sẽ gả con Lê cho con đó. Thiệt hả chị? Ừ, thiệt. Trời mà, thiệt. Nhưng mà Lê đã có chồng rồi mà gì? Đâu có phải. Cái đó là giả thôi. Không có phải là thiệt, đám cưới giả. Là giả? Ừ. Nè, để dì nói cho nghe. Hồi trước á con Lê nó có thai với con đúng không? Rồi á, ông Hai Lợi ông mới sợ mất mặt với bà con chòm xóm, rồi xấu hổ với mọi người. Ông mới nhờ dì nè, đi kiếm ra thằng 6000, mới làm đám cưới giả thôi chứ không có thiệt đâu con. Vậy là Lê chưa có chồng? Ừ. Dì không gạt con chứ? Tôi gạt mày làm chi? Có mập cái lô nào đâu mà gạt con. Vậy là con hiểu lầm Lê rồi, con phải tìm cô ấy giải thích mới được. Con à, khoan, bà trở lại, dì nói nghe nè, bà trở sao lại, gì? nhanh lên. Dạ, còn gì nữa chị? Nè, dì dặn con nè, khoan hả, đi tìm nó, ráng chờ vài hôm đi, dì tìm cách hẹn cho hai đứa gặp nhau, bây giờ dì nói nghe nè, dục tóc thì bắt đạt, con hiểu chưa? Nè, qua đây uống nước cho nó mát đi con, nè, uống đi con, nè. Dạ, con cảm ơn. Hai, em chúc mừng hai nha. Tía đồng ý cho hai với là anh Khanh rồi đó. Em nói thiệt á hả? Thiệt.
Lê, chúc mừng nha. Cuối cùng cũng được sống với người mình yêu rồi. Cảm ơn nha. Yên tâm rồi ha con ha. Sướng nhất rồi nha. Trời ơi, cô Sáu đâu mất tiêu rồi? Rượu đâu rồi cô Sáu? Nè, rượu mới nè. Rượu mới nhưng tôi muốn nói lại chuyện cũ. Nãy giờ tôi nghe loáng thoáng là mấy người nói cái gì là đám cưới con Lê với thằng 6 ngàn là giả. Giả là giả, sao đám cưới là phải thiệt chứ sao giả. Uống rượu rồi nói tôi nghe. Sao vậy? Thiệt chứ. Giả cái gì mà giả. Mới đầu tôi nghe hả, tôi cũng hết hồn luôn á. Trời ơi, con Lê nó có thai với thằng khác, rồi bị thằng đó nó bỏ. Nên ông hai á, ông tìm cái thằng 6 ngàn về đây để thay thế đó. Ừ. Đúng rồi. Thay thế cái thai. Đúng rồi. Ừ. Chuyện này á, người ăn ốc, kẻ bỏ vỏ. Thiệt là đồ bất nhân. Đúng là bất nhân thiệt á. Tôi nói thiệt, tôi không thích chuyện đó đâu nha. Vô đi. Bây giờ vô đi. Rồi. Rượu này đi. Vô, vô đi. Đi. Rượu ngon vô. Lắm á. Vô. Vô. Uống đi, tôi rót cho. Nè bà. Ngon ha, ngon ha. Ngon. Trời ngon. Ơi. Rượu này ngon lắm á. Sao vậy? Sao mặt bí xị vậy? Tía tôi á đã chịu tác hợp cho tôi với anh Khanh. Vậy á là anh sắp được tự do, làm gì mà buồn dữ vậy? Chẳng phải là... Như vậy á, chẳng phải là tôi sắp phải xa người yêu của tôi rồi hả? Chẳng thà như trước còn hơn. Thiệt tình, nghĩ gì vậy? Biết sao không? Tôi nói nghe nè. Những người mà yêu nhau á, làm gì họ cũng về với nhau thôi à. Xa gần không có quan trọng đâu. Mà biết đâu á, nhờ thử thách này á hả, ông mới hiểu rõ được á, người yêu ông thương ông như thế nào. Như thế nào cũng đợi chờ ông á, hiểu không? Thôi đừng có buồn nữa, cười lên đi nghe. Tôi có hẹn với anh Khanh đi chơi rồi, giờ tôi đi sửa soạn, đừng có buồn nữa nghe. Nghe. Đi à. Cười cái coi. Giờ cười không? Vậy là phần gia đình của em coi như là ổn rồi ha. Còn anh nói chuyện với tía má chưa? Ờ, anh chưa có nói gì hết. Nhưng mà em yên tâm đi, cứ để anh thuyết phục gia đình. Em đừng có lo lắng quá mà ảnh hưởng tới con của mình nghe chưa. Sao lúc đó anh không liên lạc với em vậy? Anh vừa qua bên đó thì bị mất hết hành lý. Xong rồi mọi chuyện chưa giải quyết hết được thì anh lại bị một căn bệnh rất nặng, phải nhập viện. Đến khi mà xuất viện, anh liên lạc về cho em mà không được. Thì lúc đó không liên lạc với anh được, em cũng không biết làm sao nữa. Em nghĩ là anh quên em rồi, em thất vọng lắm, rồi bỏ luôn số điện thoại cũ. Em à, anh thương mẹ con em quá. Anh sẽ tìm cách để bù đắp cho mẹ con em thật nhiều. Đúng rồi đó bác ba. Con Lê á, con gái ông Hai Lợi á, tụi nó hả, tụi nó ngang nhiên ôm nhau, hôn nhau nữa đó bác ba. Đúng rồi đó, con của ông Hai Lợi á đã có chồng rồi, mất hết luân thường địa lý. Vậy hả? Nó có nhiều cũng nó trật nữa. Ta đạo lý nó địa lý mệt. Tụi nó lộn. Trời ơi, mấy người không có biết cái gì hết trơn á. Thằng đó mới chính là người yêu của cô Lê, là cha của đứa bé. Còn cái thằng chồng hờ đó,
chỉ là bình phong che chắn thôi. Bởi vậy người ta nói á, yêu là đã khổ rồi, yêu lầm còn khổ hơn. Cô Lê biết mà vẫn yêu là còn khổ nữa. Anh ba, anh biết chuyện nhà ông Hai Lợi sao? Ông kể cho mọi người nghe đi. Tôi nghe nhiều người bàn tán về cái chuyện này lắm rồi, nhưng tôi không ngờ cha Hai Lợi này á, cái ác chơi cái chiêu á, ăn ốc bắt người ta đổ vỏ, vậy là tôi thấy không được à. Trời đất ơi, coi vậy mà thấy sống bạc dữ vậy trời. Chỉ vì danh dự của gia đình mà phải lợi dụng người khác vậy đó hả? Vậy á, mà tôi tưởng gia đình nó đàng hoàng lắm, ai ngờ lộn xộn quá. Nè nè, nhưng mà cái thông tin đó ai nói cho anh biết mà anh nói chứ? Trời ơi, đâu phải mình tôi, cả cái ấp, cả cái xã này ai cũng đồng rùm hết, ai cũng biết hết rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, ai cũng biết, ai cũng biết hết trơn á. Dạ, nhà cửa đi đâu hết trơn rồi? Dạ, Lê thì đi gặp Khanh, còn Mận với Đào thì ra ngoài cửa hàng rồi tí. Hôm nay bay có nghe người ta nói cái gì xì xào ở ngoài chợ không? Dạ không. Ủa, mà người ta bán gì vậy tí? Sao có gì làm không? Cho anh làm với coi. Anh, chào hai anh. Tám bệnh. Sao làm ăn được không? Ủa, nghe đồn là bác Hai ổng chịu chấp nhận cho thằng Khanh và chị Hai hả? Trời, biết luôn rồi hả? Tất nhiên. Ủa mà anh kêu ai bằng ổng vậy? Thì kêu ông Hai chứ ai. Ông Hai Lợi á. Tía em nha. Trời ơi, thì trước sau cũng là người nhà mà chấp chức mấy chuyện đó chi không biết nữa. Là ổng chưa có chấp nhận thì kêu bằng ổng thôi, chứ giờ nào chấp nhận kêu bằng tía. À mà nè, chấp nhận cho hai đứa nó là phải rồi. Thì đàn chị có chỗ em đẹp rồi thì lúc đó mới tính được chuyện mấy đứa em nữa chứ. Chứ không thôi tắc nghẽn giao thông hết sao? Đúng rồi, là dán nhện nó bu từ lưa hết trơn. Bu cái đầu mày. Chào mọi người. Ủa, có chuyện gì mà vui quá vậy? Trời, cái cặp này chết linh lắm á nha, mới nhắc tới liền à. Miệng ăn mắm ăn muối à. Thiệt linh lắm luôn á, mới vừa gọi cái hiện hồn lên liền luôn á. Hai đứa xứng cặp luôn rồi đó. Tôi mà chết á là tôi về bóp cổ mấy người trước á nha. Ở đó mà trù tôi. Đang vui mà chết chết gì. Hai hai, ghế nè. Ngồi đi hai. Cảm ơn. Ăn quýt đi, ăn bưởi đi, tốt cho thai nhi á. Nè, anh Khanh ngồi. Ôi, đi. Quýt nó chua lắm mày. Vợ tao phải đẻ con trai nên là ngọt. Ăn quýt thì mới có xê tốt cho thai nhi, mày không biết gì hết. Tôi sẽ chúc cho hai người trăm năm hạnh phúc, gắn kết bền lâu. Sao nghiêm trọng vậy? Nó nín liền, biết sao không? Nó ganh tị với mày á, nó quen với Mận trước. Mà bây giờ mày đã được trước nàng về Vinh rồi, còn nó vẫn quanh quẩn trong khu vườn Mận, chưa có hái được Mận cho nên nó buồn. Mày hái gì mà hái? Tao á là tao kính trên nhường dưới thôi, thì hai là phải làm trước, xong rồi mới tới tao, hiểu không? Tao chưa tới sao tới mày? Thì bởi vậy. Nè đi. Từ từ. Nè, nè nha, tôi á là tôi giao hai của tôi cho anh đó nha. Anh mà chăm sóc không cẩn thận á hả? Là đó. Trời ơi, ghê lắm á, đừng có giỡn nha, bàn tay thép á. Còn em nữa đó nha, coi chừng á. Đó, em coi mấy đứa em của em kìa, chưa gì hết mà anh hiếp ăn được kìa. Mày là phải khao một chầu lớn hoành tráng cho tụi tao nghe chưa? Không có mà đơn giản rồi à. Không thành vấn đề, yên tâm. Ghê không? Bữa nay mày đặt ăn hiếp anh Khanh của tôi hả? Trời ơi, anh Khanh của tôi. Chứ sao hả? À, em chờ anh một chút. Dạ. Alo, ô ghê rồi hả? Anh chờ chơi thôi. Có duyên lắm đó em. Công nhận nha, công nhận trong nhà là chị Hai đàng hoàng nhất, mà chỉ sình bụng trước nhất. Em có duyên rồi đó. Dạ, sao anh? Dì Mai mới gọi điện cho anh. Không biết có chuyện gì không mà dì Mai gọi cho anh, kêu anh qua bên đó gấp. Thôi, tôi về trước nha, còn cái chuyện mà không mọi người á, thì để ngày mai tính ha. Em ở đây, em về sao ha? Ê kỳ vậy, mới giao cho giờ bỏ đi mình lên vậy? Không lẽ bồ nó gọi thiệt á? Mày khùng quá mày, đáng tao có giỡn à. Thôi chắc không có gì đâu. Thôi ngồi chơi đi nha. Chị Lê,
Ngồi đi hai, ngồi đi hai. Bầu bì đừng đứng hai. Dì hai, người chơi dì hai. Ăn quýt đi. Ăn bữa không dì hai? Em xé cho anh. Bữa chơi mới ăn xong. Cảm ơn em. À Khanh à, Khanh, vô đây con, vô đây con. Dạ dì Mai. Vô đây. Mày hay chuyện gì chưa? Dạ chưa. Chuyện gì vậy chị? Cái chuyện con Lê á với thằng 6000 làm đám cưới giả, bây giờ nó tràn lan hết trơn á. Đi tới đâu cũng nghe người ta đồn cái chuyện đó hết. Trời, vậy vậy giờ làm sao vậy? Dì nghĩ là bây giờ con với dì phải qua nhà ông Hai Lợi bàn tính chuyện này, càng sớm càng tốt. Rồi sau đó con đưa con lên thành phố, rồi mọi chuyện nó cũng êm xuôi thôi. Thôi bây giờ mình uống nước đi rồi mình tính tiếp nha con. Dạ. Nè con, dạ. Uống nước đi. Cảm ơn dì Mai. Trời ơi, ông Ba Địa, ông làm gì như giật kinh phong vậy? Đi đàng hoàng, ông đi nhảy nhót như tài thiên vậy? Vui quá là vui quá. Chuyện gì vui nữa nghe coi, chuyện gì ạ? Cái chuyện mà của nhà Gia Hai Lợi đó. Sao? Cái vụ đám cưới giả, rồi trời ơi, bể rồi. Nhưng mà chuyện đó là nhà người ta chứ có liên quan nhà mình đâu mà sao ông vui dữ vậy? Sao không có liên quan? Xưa nay á, ai cũng kính nể anh Chả hết. Cái gì anh Chả cũng hơn tôi hết. Đợt này anh Chả bể chuyện này ra rồi, trời ơi, người ta cứ kính nể tôi hơn Chả. Nè, ông nhìn thẳng cái mắt tôi. Ông Ba Địa, nhìn thẳng cái mắt tôi. Chuyện này là ông mừng phải không? Ông hê lên, ông la làng la sớm cho ta bị tai tiếng đúng không? Ông phải không? Không có à. Tôi có ghét thiệt, nhưng mà bà đừng có nói càng à, đừng nói bậy à, tôi không có. Ông nhìn thẳng cái mắt tôi đi. Tôi biết là trong xóm này ông ghét gia đình ông Hai Lợi nhất. Chuyện này của mình ông biết. Ông không nói, không ai nói hết, đúng không? Ông nói đúng không? Ừ, tôi nói đó. Trời ơi. Tôi muốn cho mọi người thấy được cái mặt thật của ông Chả Hai Lợi thôi. Trời ơi, chuyện đó là chuyện của gia đình người ta, đụng chạm gì tới mình đâu mà mình nói chi vậy? Ai biểu? Ai biểu ông lợi dụng người khác để ông che giấu cái chuyện xấu xa của ông? Bây giờ hả, tôi nói ra vậy cho mọi người biết cái bộ mặt xấu của ông. Bậy đặt giả nhân giả nghĩa nè. Tôi không biết ông. Tôi nói thiệt với ông á, người ta nói nhiều chuyện là chuyện của đàn bà, mà ông là đàn ông mà sao ông nhiều chuyện hơn đàn bà nữa? Chuyện nhà mình không lo đó, chuyện thiên hạ không à? Ở nhà mình nè, có chuyện không lo? Không, nhà mình bình yên mà. Thấy vậy mà không phải vậy đâu. Tôi muốn chết luôn à. Hồi nãy bưng ra tính làm, bây giờ giận bưng vô. Không làm nữa, tự làm đi. Làm đi cho bớt cái tội nhiều chuyện. Trời ơi, tức quá mà. Ủa, nhà bình yên mà bà nói không bình yên là sao? Rồi cái chuyện này của bà chứ phải của tôi đâu. Biết làm mà chết liền. Tổ bà mày, phóng phi tiêu. Mắc cái giống ôm gì vậy? Tía, tía là gì ngoài đó vậy tía? Thằng Đô La con Ba Địa đó. Không biết mắc cái trứng gì mà ăn được cứ rình mò vô cái nhà này hoài. Bởi cái thứ nhiều chuyện không biết dạy con. Con mày đó, mới mốt gặp nó đó, cứ xịt chó cắn thoải mái, nghe không? Thà tốn tiền thuốc chứ không cho nó biết cái chuyện nhà này, nghe chưa? Đang quét sân mà bực bội. Quét cho tía đi, tía đỡ bực. Cảm ơn con. Dạ,